Mọi người cứ bảo skin xinh hơn và em thấy tự tin hơn rất nhiều. Xin chào mọi người, em là Hương, em đến từ Lạng Sơn. Răng em bị hô và lệch lạc ở hàm dưới. Có là cảm thấy bản thân tự ti đi rất nhiều. Nói chung là tiếp xúc với mọi người thì cũng thấy ngại. Kiểu mọi người cũng quen em rồi nên là mọi người cũng không nói gì lắm, chỉ là bảo là mày đi làm lại răng thôi và cắt cắt lợi đi. Chưa, sau mãi đến năm 2017 thì em có lên lên đây làm, thì được một chị bạn cùng làm, chị đấy giới thiệu về nha khoa Thế Anh và em mới bắt đầu tìm hiểu và quyết định làm ở nha khoa Thế Anh. Em không hiểu vì sao mà lúc chị đấy giới thiệu về Thế Anh nha khoa là em được tìm hiểu Thế Anh nha khoa và em quyết định làm luôn. Em thấy mọi thứ thì vẫn trong sức chịu đựng được của em, chỉ có cắm vít là em thấy hơi đau một xíu nhưng mà vẫn chịu được. Nói chung là mọi cái đều vẫn chịu đựng trong sức khỏe của mình, chỉ có điều là ăn hơi vướng. Chỉ mới bắt đầu thì em cảm thấy rất là lâu, nhưng mà sau đeo vào quen với nó thì cảm thấy là cũng bình thường, quen với nó rồi. Em cảm thấy là tự tin, thoải mái và giao tiếp với mọi người hơn, với lại nói chung là em thấy nó, cuộc sống nó vui vẻ hơn. Em còn muốn bảo ước gì mình đi niềng sớm hơn. Các bạn đang có ý định niềng răng hãy lên nha khoa Thế Anh để niềng, vì ở đây bác sĩ rất là thân thiện, tốt và giỏi nữa. Bác sĩ Thế Anh là một bác sĩ tốt và giỏi. Em thấy bác sĩ rất là xinh gái nữa luôn. Và các bạn hãy nên niềng răng sớm hơn, nhất nhanh nhất có thể. Em có nhổ 4 cái răng và 2 cái răng khôn, nhưng mà nhổ bảo không thấy đau thì cũng không phải, cũng đau nhưng được, nhưng mình được tiêm thuốc tê và lúc đó lúc nhổ thì không thấy đau nữa. Về nhà thì hơi hơi đau một chút chút nhưng mà mình sẽ uống thuốc giảm đau và cũng cảm thấy bình thường. Với lại em thì tình trạng của em thì cơ địa của em nó cũng lành nhanh nên là em thấy mọi thứ bình thường hết. Em niềng răng và cắt cười hở lợi, em cho mình một bộ răng đẹp mới, hoàn toàn mới. Em thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn, cười tươi suốt ngày luôn và cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cắt cắt lợi cảm thấy cái răng của mình nó thoải mái hơn, nó được nó được như là cái kiểu là được nhảy ra ngoài luôn ấy. Cảm giác rất là thích luôn. Mọi người cứ bảo skin xinh hơn và em thấy tự tin hơn rất nhiều. Em cảm ơn bác sĩ Thùy Anh và bác sĩ Tùng đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua, đã luôn giúp đỡ em và chăm sóc bộ răng của em để hôm nay nó trở thành một nụ cười đẹp đẽ, luôn tươi cười và em thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.